Dạ vâng, Hải Yến xin kính chào quý bà con, cô dì, chú bác và quý nhà đầu tư. Dạ có một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều điều may mắn. Dạ thì hôm nay thì Hải Yến lại tiếp tục cái hành trình của mình để đi quay một cái mảnh đất xào để gửi đến cho quý bà con, cô dì, chú bác mình cùng tham khảo nhé. Dạ thì cái mảnh đất này á, thì thuộc xã Thuận An, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông. Thì cái mảnh này thì cực kỳ là gần quốc lộ 14A luôn các bác. Cách quốc lộ 14A là có 400m thôi các bác. Trên đất thì hiện tại là bác chủ nhà đang trồng là cà phê với lại tiêu với sầu riêng nha các bác. Tổng cái diện tích đất của mình là được 663 trong bìa các bác ạ. Bám theo mặt đường đất đi vào trong rẫy của mình là được 30m nha các bác. Ống nước thì bác chủ nhà đã chôn sẵn ở trên rẫy hết rồi. Thì cái mảnh đất này là bác chủ nhà đang rao bán với cái giá là 700 triệu nha các bác. Thì bây giờ Hải Yến sẽ di chuyển để quay trực tiếp cái mảnh rẫy này cho các bác cùng tham khảo dễ hơn. Thì các bác xem video thì đừng quên cho Hải Yến một like và một đăng ký kênh nha các bác, để ủng hộ Hải Yến nhé. Nút bên phải màn hình của mình là có chữ đăng ký. Các bác nhớ nhấn chuông để nhấn đăng ký ủng hộ Hải Yến ạ. Đây nha các bác, Hải Yến đang đứng là cái mảnh của mình đây là đang đứng ở giữa vườn mình đây này các bác này. Biên của mình là theo cái hàng tiêu bên giáp, bên cái hàng tiêu này thẳng xuống nha các bác. Đấy, theo cái hàng tiêu này của mình là thẳng xuống dưới này luôn. Và vòng qua tới bên này. Đó, vòng qua tới bên này là biên của mình. Biên mốc khá là rõ ràng nha các bác. Đấy, cà dây thì khá là đẹp luôn. Đất đây là đất đỏ ba gian cho nên là cái cà phê thì nó cực kỳ là hợp, cực kỳ là đẹp luôn nha các bác. Thì hiện tại là bác chủ nhà đang trồng là được 700 cây cà phê như thế này. Đấy, năm nay là đang cho vào kinh doanh, trái khá là nhiều nha các bác. Tiêu thì được trăm trụ, còn sầu riêng là bác chủ nhà cấy sen được 50 cây nha các bác. Bác nào mà mua về thời điểm này là chuẩn bị được hái rồi đây. Đấy, biên của mình là theo đây nha các bác. Theo đây thẳng vào. Chỗ nói chung là phát cỏ sạch đi là đất của mình đó các bác. Cà này thì thời điểm này là còn tầm độ 10 một tháng nữa, tháng hơn tháng nữa. Như cái cà này thì nó chín lâu hơn một xíu thì tầm hơn tháng nữa là được thu nha các bác. Cà phê thì năm nay ở đâu cũng khá là sai các bác. Thì tổng cái diện tích mà 663 như thế này mà bác chủ nhà rao bán với cái giá 700 mà gần quốc lộ 14A thì cái giá thành bác chủ nhà đưa ra thì cũng khá là ổn định nha các bác. Bác nào mà muốn tiện đường, tiện xá mua để làm nhà, làm cửa ở đây thì cũng khá là thích hợp ạ. Cà phê thì nó xanh. Bác nào mà quan tâm đến cái mảnh đất này thì cứ alo cho em để em gửi cái bìa đỏ qua cho các bác cùng tham khảo dễ hơn và vào tận vườn này. Mình có thể vào tận vườn để mình tham khảo nó dễ hơn nhé. Cái lượng cà này thì năm nay cũng phải được tầm 2 tấn cà phê nhân đó các bác. Hiện tại giá thành bây giờ thì cà cũng đang là 50 các bác. Thì nó cũng khá là ổn. Giờ thì phân bác chủ nhà đã chăm sóc hết rồi. Về mình chỉ việc thu hoạch thôi nha các bác. Ở đây là thuộc xã Thuận An, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông nha các bác. Đất ở trên này thì nó cực kỳ là bằng này các bác này. Xuống dưới chân thì nó hơi thoải một chút xíu. Cả 10 cây như 10 luôn. Cực kỳ là đều và cực kỳ là đẹp nha các bác. Bác nào mà cái cửa tiền ít mà muốn mua đất xào như này để về mình có thể chăn nuôi làm vườn tược ở thì vào trong video của Hải Yến để tham khảo nhé. Đấy, ống là chôn sẵn đây này các bác này. Mình chỉ việc nổ máy lên và lắp thêm cái ống vào đây là mình tưới thôi, hoặc là tưới bếp cũng được nhé. Đây, ngoài này là cái mặt đường đất của mình đây các bác. Là được 30m đất mặt đường như thế này. Biên của mình á là từ đó nha các bác, qua tới bên này. Đó, còn cái hướng ngược ra kia là ra đây là mình ra quốc lộ 14A các bác. Hải Yến cảm ơn cô dì chú bác rất nhiều đã quan tâm đến video của Hải Yến và đã ủng hộ Hải Yến nhé.